mà lên tới 8 kg này tới mức đỏ là em tự nhắc. Nó tự nhắc rồi mình xẻ ra mình dùng. Đây là cái tông này, cái tông 12 ly này. Của 2008 24 lít này, 8 bao này. À mình chưa dừng lại nhặt nắp. Đồng trăm, motor đồng 100%. Đồng. Đây là công ty đang cam kết. Đó, nó ngắt là 8 kg, nó ngắt này. Đó, mình xẻ này. Mình xẻ đây cho nó hao ha. Cho nó hao bớt ha. Hao bớt nó chạy lại. Nó xuống còn 5 kg mấy là nó chạy lại. À, mình đang dùng á, nó hai xuống là nó chạy lại. Còn cỡ 5 kg hơn á. Đó, 5 kg hơn thì lại không? Đó, nó chạy lại đủ 8 kg nhất tiếp. Đó, nó tới, nó sinh hơi, nó tới từng đó, nó ngắt nó vừa an toàn. Rồi xong mình dùng nó hạ xuống đó là tới mức đó là nó chạy lại. Chứ nó chạy miết là mình dùng không kịp đó là nó hư mình. Ừ. Nó hư mình. Nhưng mà nó phải ngắt. Nó không ngắt này thì nó ngắt như vậy. Chưa xài nó chạy miết mà tới mức này là không được hả? Không, tới mức này là mức nguy hiểm thôi chứ vẫn được chứ, nhưng mà tới mức nguy hiểm. Nhưng mà đảm bảo là nó sẽ ngắt, nó tới hai đường ngắt à. Nó còn một van kia bên đây nữa nè. Nếu mà nó không ngắt được ở đây á, là nó từ bên đây nó ngắt. Nó không ngắt được con tắc đây là nó ngắt bên đây nữa. Đấy, bên đây nè. Nếu mà đẩy cái này không ngắt được thì mình nó chạy tới qué lên xíu nữa là nó ngắt cái này. Nó có khi nó tự động đẩy đi, nó có nghĩa là nó qué cái áp. Nó quét cái số ký trong bình này, nó nén, nó đẩy cái van này ra là nó tới hai cái delay. Một là delay là đây, một là delay đây, với một là delay là một là delay đây mà nó quét rồi cái này chưa ngắt. Ví dụ ai cái đây bị hư thì cái này nó khè, nó chạy bao nhiêu cái đây khè hết bao nhiêu đó, nó là vậy đấy ha. À.